Xin chào các bạn. Bữa nay gác bếp miền Tây của mình sẽ làm món gì đây bác? Ẩu hoa với ẩu hoa hầm với thịt kho tàu. Làm thịt trước tàu với ngày Tết. Ẩu hoa hầm, thịt này nè. Dạ. Cá thác lát này nè, của Như đi chài bữa đó Như nhớ không? Dạ nhớ. Rồi nay cho bác rồi, bác nay bác nạo rồi hầm hoa cho Như đó. Đó. Dạ. Bữa đó bác thấy không? Dạ. Đó. Rồi cho con xin vài trái đem về ăn. Rồi, ok. Này chắc 10 cỡ 15 20 trái hữu qua cho con 10 trái thôi nha bác. Thôi cho 10 trái chi cho hết 5 trái đi để thịt lại được rồi. Rồi. Giờ bắt đầu làm đây. Dạ. Giờ dùng hữu qua trước đi. Dạ. Ủa quý nè. Quý qua nè, quý. Qua này nè con. Ô xin xì quý chạy vòng ngoài. Đó. Cắt qua hả? Mày hữu qua. À, mổ hay là khoét ruột bác? Mẫu con. Thời gian đó là mẫu qua thì nè quý bỏ này vô đi, phải chỉ cho ướt, cổ qua phải ngâm với muối. Quết không? Quết. À quý bỏ chút muối lúc này kia vô quý quết. Quết cho nó dài hả bác? Muốn muốn không mà. Đâu, phải chỉ cho. À chút muối thôi. Lại thêm miếng nữa khá khá đi con. Rồi được rồi. Bột ngọt. Miếng bột ngọt. Hồi xưa con tưởng chị nấu ăn ngon lắm, ai ngờ tiêu. Bác có là người nấu ăn ngon. Hai muỗng. Rồi, với miếng tiêu. Tại vì cái này là không phải chiên. Chiên của chị chắc có món một à, nướng. Cơm. À, cơm chiên Dương Châu, hôm nào làm cơm chiên Dương Châu đi chị. Hỏi nhà tài tạ kìa. Má đặt xưởng còn không ma? Gần Tết rồi chắc cô Ngân cũng gần làm rồi đó. Cô Ngân mà cô Ngân làm lạc xưởng quanh năm mà. Quanh năm suốt tháng có là làm. Ừ nữa là đặng á, mà đặng bằng lòng máy không à. Thì hư có ai nói gì đâu. Công đoạn bằng máy không à. Cái này ổ qua này á, trước khi ấy phải ngâm với muối rồi thả mổ ra. Dạ. Ngâm muối cho máy cho bớt đắng hay ngâm, gì? Không phải ngâm muối cho nó sạch. Đừng có bị thuốc. Chị biết chưa chị? Còn cái đắng hay không á là do cái tay người bỏ. Cái người nào mà hung dữ á bác. Hung dữ mà hung dữ ngầm á bác. Hên là bỏ hôm qua nó đắng lắm. Dạ. Bỏ nó không đắng. Đâu một hồi bác thử kêu con dâu bác bỏ cho nó đắng luôn nha. Chị ba nói rồi đắng. À, đắng rồi giờ bác hiểu rồi ha. Chù cha. Hèn chi không ai kêu con bỏ hú qua. Nó đắng, nó không có đắng bác. Nó không có đắng mà hú qua cái bản chất của nó phải đắng. Mà con bỏ vô thì nó không đắng nên mẹ con không có cho con bỏ. Dạ, hơi dữ vậy ta. Bởi vậy. Vậy mà. Con hiền quá mà. Hiền quá hả con? Dạ. Hiền như cắn một nếp lần hai hả con? Là làm sao? Là sao bác? Cắn con cái gì? Hiền quá mà một nếp con cắn ra làm hai à, con không biết ha. Không hiểu. Không hiểu hả? Không hiểu cái câu này. Tức ghen á là con á hột nếp mà sao con cắn nó làm hai được, con cắn là bể hết. Vậy hả bác? Vậy có nghĩa là giữ mới cắn nó làm hai được. Đó là cao thủ đúng không bác? Ủa con thấy sâu xa xa có cái bắp chín phải không? Có. Con biết bác chừa con mà thôi mà. Mệt quá à. Thôi. Lộ liễu vậy luôn à. Con mới ăn ổi mì rồi con. Con lộ liễu luôn hả con? Lộ liễu quá. Xinh mà xinh khéo luôn á. Không lẽ nói bác chừa con, bác nói không phải, đúng không? Thì đó. Không, nhầm người á, người ta cũng thiệt tình, ta không phải luôn á. Không phải, nhưng mà con ăn thì bác đi đưa cho con ăn, chứ bác mua cho bác á. Vậy không bác? Đó. Trứng, chục trứng. 2, 4, 6, 8, 1, chục trứng. À, quý vị ơi, bữa nay mình làm món đu đủ hầm xương. Mình ra đây mình quay phim cho căn bếp vui vẻ, sẵn mình gửi làm luôn rồi mình xách về nhà cho tía mình ăn cơm. Tiện rồi. Để mất công tía nó đi chơi tới trưa tới xế nó mới về. Mà đi vậy về mà có đồ ăn nữa là ổng sẽ cho đi miết á nè. Cho đi miết à? Dạ cho đi miết à. Đi nào đi tới giờ ăn trưa đem đồ ăn về là được rồi. Chứ mà không có là không cho. Dạ. Mình đi cái công quyệt mà bác, mình kết hợp giữa cái công quyệt với mình nấu ăn luôn là tía mình không hài lòng. Ủa má mình quét này bao nhiêu phút má?
nè, nó lan nở đẹp hơn tôi luôn quý vị. Đó, thấy không? Cái lan bên đây nè mới đẹp. Còn cái lan này nó mới nở nè. Ôi, nó giống con chó con quá ha. Tôi nói giống cái gì trong đó. Đây nè. Đây nè quý vị. Ôi, mèn ơi, ở trong này nó giống con chó con nè. Cái trắng trắng nè, mà cái camera của tôi nó dở quá. Thấy không có rõ được, nhưng mà tôi thấy là được. Trời ơi, dễ thương quá chơi không? Bác, giống con chó con mà nó xả cái lỗ tai của nó xù xuống á. Thấy cưng cái ghê không? Con lan nó đẹp hơn con lan kia hả quý? Dạ, cái lan này chắc chắn là đẹp hơn tôi rồi. Mà rẻ lắm. Nhiều. Có 100 mấy à. Rẻ hơn cái kia hả quý? Đó. Chị Quý á, tranh thủ cái xu tầm lan. Cái mình treo đây, mai mốt cái mình đấu giá lan mình từ thiện luôn Quý. Thiệt á, em nói thiệt mà. Được á. Ví dụ như lâu lâu cái mình ra cái lan nào nó đẹp á, mình bán cái mình lấy tiền mình ông thầy ông nói á. Ông trồng lan quá trời mình tưởng làm gì. Người ta vô ông bán á. Bán nha nhỉ. Ông bán tích ghê lấy tiền ông xây chùa á. À. Mà ông xăm xắp ra ai vô mua gì ông cũng bán á, bán này bán kia. Dạ. Áo luôn, áo mà ông làm bán luôn. Ông bán hết dạ, luôn. Trời ơi. Ông kiếm từ đồng mà để xây chùa. Thầy trụ trì có mấy tới mấy cái bằng đại học luôn á. Rất là giỏi. Mà ông chịu cực lắm. Ông nói nửa sau này ông mở dẫn đường vậy đó luôn. Dạ. Ông có bữa ông có nói với con. Đây. Đầu bếp phụ đang đâm tỏi ớt để mà ướp thịt kho tàu nghe quý vị. Đó, chưa tới Tết nhưng mà mình ăn trước. Là mình ăn trước đi để cho có cái mùi Tết không khí. Dạ, có cá thác lát phải không? Đây. Bữa tôi với chị Ly chài có con cá thác lát quý vị. Đó đem về giờ bác dồi ngồi rồi làm nhân hủ qua. Quý vị ơi, quý vị đã nghe thấy cái mùi Tết chưa? Ồ, xưng đến rồi. Tăng 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 gì đó. Ồ, xưng đến rồi. Tăng 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 tăng. Đấy. Không thuộc lời cũng đã. Không thuộc lời. Ôi trong bình minh con lời chim hót vang mọi nơi. Mấy tháng nữa tới Tết bác? 2 tháng nữa còn 2 30 rồi 30 nữa tới. Tết đến rồi quý vị ơi. Dạ thêm tuổi nữa rồi quý vị ơi. Cô thêm mới 25 tới 7 nữa nha. Đó. Còn này là cái nồi tôi ké. Bác ưu tiên nấu cho tôi trước. Tại vì hầm cái này hơi lâu. Còn cái ông cậu Thi thì khỏi nói. Ai hỏi ổng nhiều năm nào cũng hỏi. Có 27 tuổi miết à. Có 25 tuổi hả? Ổng không phải người mà. Hồi nào cũng 27 miết à. Đó rồi. Không chưa. Có muối gì nữa má? Muối, đường, bột ngọt. Nhưng mà chứ là cái vị của nó. Thì bỏ muối, đường, bột ngọt. Ăn nêm ngon hơn mấy cái gì ai cũng biết bỏ cái đó. Nhưng mà chứ mà khi mình kho xong rồi mình nêm đúng không má? Xích cái nồi ở đây sư tỷ. Đó. Đây là gia vị để mình ướp thịt kho tàu chút cách. Vừa còn má. Để còn cho má, nó ngon mới đổ cho thịt mình ăn trước. Rồi giờ bỏ được thịt vô phải không? Đó. Tay mình vệ sinh rồi nha. Rồi hiểu. Ai chửi ghê vậy? Mấy người làm nâng nào nó bỏ mất. Bên nhà anh kia hả? Ừ. Tao chửi sao mà sát bên này vậy? Sát bên nhà nè. Xong rồi hình như 5 ngày nữa 1 tuần nữa là quý làm chầu lại nữa nha. Nữa hả? Rồi quý vị ơi, chuẩn bị ăn mừng chầu mới nha quý vị. Khoảng 1 tuần nữa chị Quý sẽ mở rộng cái mở rộng cái gì để cái nó nho mà nó quên này cả. À, rồi mở rộng cái cơ ngơi của chị ra quý vị đó. Thấy chưa, cứ từ từ mà nói nhanh quá nó tầm bậy. Anh bác cho phép rồi. Anh bác Hồ cho phép phải không? Đó, mở rộng cái cơ ngơi ra thì nhìn nó mát, nó thoáng. Với lại bạn bè về chơi nó rộng rãi. Sau này quý vị nào mà muốn về chơi hoặc giao lưu á, gặp cô hai á, thì quý vị liên hệ với chị Quý nghe. Tại vì nhà mình bán cám heo, mình không có cái chỗ để mà tiếp các bạn á. Cho nên khi mà về kênh của chị Quý chơi á, thì nhà mình sát bên à. Trời ơi, mình nhấn nút một cái là mình tới đây. Đó, mình chạy vô đây. Mình gặp cái gì luôn.
Rồi, này để 45 phút ha má. Đó, ướp để 45 phút sau chúng ta kho thì nó sẽ rất là ngon quý vị. Đó, ý. Rồi, trong thời gian đó thì quý nè, lấy này nè. Làm gì nè? Mẫu củ qua đi con. Mẫu qua nè, rửa xong nè, mẫu gì nè. Đó. Không có nhúng vô nha. Củ qua trái nhỏ nhỏ vậy là ăn vừa cái miệng mình luôn hả bác? Bự quá nha. Nhà má ăn như vậy mà. Chứ mà không ai bự hơn. Chứ ai đời bự, em không thích à. Em thích nhỏ nhỏ vậy đó, ăn vừa. Đó, trái vậy cắn hai cái là vừa ăn luôn. Bà nói thịt vô đây cho nhiều. Chị Quý con trái hủ qua đó chắc chỉ cắn một cái một à. Hộp vịt lộn đó quý vị. Chỉ lột một cái chỉ bỏ một cái vô miệng hết nguyên cái hộp vịt lộn quý vị. Cứ tưởng tượng mà coi. Nó xấu cán bộ quá. Cán bộ ha. Thì mình nói vậy cho nó qua một chút đi. Không, cái này gọi mình nói xấu ban chủ. Trại chủ. Bác bỏ đây canh cho chính lệ. Dạ, cảm ơn bác. Trời ơi, tốn da nữa. Con ngại quá bác. Không, ngại gì. Dạ. Nếu có lòng thì kêu cho tôi bình ga. Con hiểu mà. Bác không cần, con ấy cũng cần. Dạ, bác yên tâm. Hai năm nữa con sẽ phụ bình ga. Không. Vô chị em vui vẻ nha. Dạ. Thương biết là bao nhiêu. Dạ. Rồi nè, bên đây bác hầm nè. Bác thử ngấy nè. Thử cái chi đó bác? Thử nước hầm qua nè. Dạ. Bác dầu lên rồi đó. Dạ. Bên kia chị Quý đang mổ hủ qua để dồn. Bác thử chứ. Cái này là xong rồi bác làm vô chế nước vô phải không? Dạ. Quý vị nghe mùi thơm chưa quý vị? Hãy tưởng tượng rằng quý vị đang nghe cái mùi dốc hành nó khử với dầu á. Nó bốc lên thơm nực nồng nha quý vị không ngửi được thì tôi diễn tả cho quý vị nghe nha. Đó. Đó. Chịu sao nổi? Nổi rồi. Dạ, không nổi. Chén miếng nước chưa hả bác? À. Đó. Đó, xương này có tác dụng sẽ làm ngọt nước. Cái nồi hầm nhỏ xíu mà bao nhiêu xương đó thì nó ngọt biết là bao nhiêu quý vị. Yeah. Nhưng mà khi mà bữa qua con muốn không ấy á thì con phải bỏ chút đường, chút bột ngọt vô. Nó không ấy là cái gì bác? Không đắng. À. Để cho nó không đắng thì bác bỏ chút đường, chút bột ngọt vô trước. Dạ. Hủ qua thì nó có hai loại phải không bác? Một cái loại này là gai nhiều với một cái loại là gai ít. Không cần vậy nhưng mà con hả, trước khi nấu gì à, đổ qua hầm á, con phải bỏ chút đường, chút bột ngọt vô. Dạ. Cái nước nó sôi lên. Không phải, nhưng mà ý con muốn hỏi bác là có hai loại hủ qua không? Hủ qua. Dạ. Còn hủ qua thì con ăn được cái ruột rồi bác, cho nên nay con xin phép không ăn cơm. Không ăn cơm trưa nhà bác. Hôm qua con ăn không có được, con ăn được có cái ruột à. Yeah, mà cắt thì như ăn cũng được à. Dạ. Mà ăn được hủ qua, mà hủ qua hầm mà ăn cái ruột á thì người ta gọi là ăn trên đầu cha người ta. Nên con không ăn cho rồi. Hồi đó mẹ con làm hủ qua là hay dò mấy cái cục riêng á. Có chứ không? Đó, đó là con ăn cái đó, cái nước con ăn cũng không được nữa. Tại vì con mấy cái nước này ngọt nghe à. Nó cứ nhẫn nhẫn rồi con ăn không được. Rồi bây giờ mình sẽ dồn hủ qua nha. Ủa cái này là khổ qua hay là hổ qua bác? Khổ qua. Khổ qua. À, có nghe cái câu chuyện này chưa? Chưa. Câu chuyện này em muốn nghe bác kể hơn là chị. Không biết cái đó. Ủa không biết. Vậy thôi, không kể luôn. Thôi chị kể đi. Không kể giận rồi. Lỡ rồi bác không kể được thì chị kể. Thôi không kể. Rồi không kể thì thôi. Giận rồi không có kể. Cái tóm lại là hồi Tết nào là phải có cái này nè. Người ta muốn ăn để cho cái khổ một năm nó qua đi. Đó. Cuối năm nên cuối năm Tết rồi họ thường là sang cái này để cho cái khổ nó qua đi, đi bắt đầu một năm mới. Ok. Thịt khô tàu có ý nghĩa nữa. À, có Tết nữa. Nhưng mà nhà nào cũng phải làm khổ qua để mình về. Giờ ở đây không ai biết, để mình về mình ráng mình hỏi ông ngoại mình coi. Trời ơi. Cho ông coi ngoại mình nhớ được cái gì không, nhưng mà hiện tại ông ngoại của mình bị lãng. Bị lãng ta, bị không phải bị lãng, bị gì? Bị lẫn à. Ông ngoại mình bị lẫn cái gì? Mình hên xui, mình hỏi tới đâu ngoài mình nhớ tới đó thì ngoài mình kể.
tại vì ngoài 18 tuổi thôi. Nó hỏi chuyện bên Nam, không kể chuyện bên Bắc chắc chết quá. Ai bạn nào mà biết sự tích về khổ qua thịt kho tàu kể cho mình nghe với nghe quý vị. Inbox cho nha. Một hồi dồn mà dư cái cục thịt á, cái quý giò thành một cục quý để ở ngoài. Hồi em ăn cho. Mày phải có giò này đi, người phải ở ngoài phải có dầu ăn. Để nó dính nữa không? Còn như mấy nè, bắt giò bỏ ở đây nè. Dạ, cũng được nữa bác. Tại đó là về như ăn. Dạ. Cái này nhiều quá. Vừa đủ thôi, nhiều quá nó lòi ra rồi không có đẹp. Người ta khổ qua người ta có hay dòm theo cái kiểu này nữa không vậy? Cắt làm hai. Không. À, cắt đầu. Cắt cái đầu. Lấy cái đũa khoét ruột ra, để đầu nhét vô. Có nghĩa là cái cách đó nó sẽ ít bị lòi cái nhân ra hơn. Nhưng mà cái đó biết sao không? Tại vì mấy người đã thảo qua bị lòi nhân á. Dạ. Nó rồi, nhưng mà mình thì mình muốn làm theo cái cách thủ công của mình từ hồi xưa tới giờ. Đó. Có ông thờ, ông cha để lại. Đó. Cái cách, còn cái cách kia mình nhìn nó không có mỹ quan, cái trái hoa nó không đẹp. Ôi, xém rớt rồi. Cái tự nhiên vớt cái đầu, vớt cái đuôi người ta nhìn không có đẹp gì hết trơn. Muốn cho nó đầy đủ. Còn nó lòi, lòi ra rồi lòi, mình nhét vừa vừa thôi. Đó. Cái này sau này nè, chờ chút nữa chị Quý chỉ dồn xong là có cái món hủ qua hầm như vậy. Thì hầm khoảng bao lâu thì xong bác? Tùy theo bà, nó muốn chín sớm rồi, chắc nửa tiếng rồi. Dạ. Nửa tiếng mà chắc ăn. À, by the way. Quý vị, tiếng Anh đó chị, nhân tiện đây tôi xin giới thiệu đến quý vị. By the way. Đó là dạo này chị Quý có một số bạn không có thích, tại vì cái tên của cái kênh là Cô Út Bến Tre. Một số bạn bảo là chị Quý ăn theo cái kênh của Cô Út miền Tây. Cho nên là thực sự cái tên này á, chị Thư Út chị ở Bến Tre, thì mình gợi ý là tên Cô Út Bến Tre cho nó dễ nhớ, nó dễ thương vậy thôi. Nhưng mà có một số bạn không có thích, cho nên là mình gợi ý cho chị đổi sang một cái tên khác. Nó không có đụng với ai hết, đó là tên, đó là cái Gác Bếp Miền Tây nghe quý vị. Từ hôm nay kênh của chị Quý sẽ có tên là Gác Bếp Miền Tây. Đó, ngước mặt lên. Đó, đây là nhỏ chủ kênh Gác Bếp Miền Tây nha. Đó. Nhỏ chủ kênh á. Lớn hơn tôi, hơn kia tôi nhỏ. Đó, vậy đó. Ủa, nhưng kia nó hồng đất trước hả nhỉ? Dạ, chị cô Út thì cổ không có nói gì, nhưng mà một số bạn không có thích như vậy. Một số bạn là fan của cô Út á. Cho nên là thôi mình đổi tên đi cho nó thoải mái. Dạ. Gác Bếp Miền Tây. Căn Bếp Miền Tây cũng được, nhưng mà đã đổi sang thành Gác Bếp Miền Tây rồi nha quý vị. Đó. Như vậy đi cho nó... Thật sự người miền Tây của mình rất là thoải mái, mấy cái chuyện này không có cái gì đâu. Đó, sắp xong rồi. Mỗi kênh, mỗi người đều có một cái nét riêng hết. Không có đụng gì đâu các bạn, đừng có lo nha. Dạ. Yeah. Hiểu chưa? Hiểu chưa tụi bay. Kênh sang nhập. Dạ. Yeah. Hay quá Như, chắc vừa được hai cục quá Như. Hai cục kệ cũng được. Bỏ vô rồi, căng cũng dư luôn đi. Chưa má, con chưa ấy mà. Con chỉ mới dòn thôi, nhưng mà con đón là chắc hai cục. Đó quý vị, tôi còn dư hai cục thịt thừa. Tôi sẽ ăn. Cái này bỏ miếng dầu ăn mới quay được chứ má nó ghét ta. Bây giờ má mình sẽ bỏ qua vô. Ăn dâu không, bỏ ăn dâu không, nước sôi à. Bạn phải vớt bọt cho hết sạch nha các bạn, để nó bị đục á. Thơm phừng phức. Mày nhớ mùng Tết rồi quý ơi. Đây có nhà mà Tết, mà đó Tết đâu có cá thắt lát gì má. Nhớ hồi đó có thịt không à? Thắt ngồi lát quốc. Quốc, dịch thịt sai á. Với dịch nữa này kia quốc. Nhớ rồi đó, nhầm tỉnh ba rồi bác. Tới qua mùng Tết vô, trời ơi. Quốc, tay ra.
Rồi chúng mình sẽ xếp rau niêm. Rau niêm này hủ qua ha. Hủ qua. Hủ qua. Như bỏ như cho có ai cái gì kho tàu mà để rau niêm chưa? Đó, con sóc nữa. Tưởng canh binh như. Canh như cũng cá quyến nè, canh đu đủ nè, cũng bỏ như thế. Thấy chưa? Nấu cũng ít móc quá. Để mấy lưỡi câu lại. Thôi công việc của em đậu thì em làm gì em làm đi em ơi. Xong em ra. Đang tru mà móc làm cái gì không biết kìa. Này cũng ít rửa câu lắm nè. Quý vị ơi, đây là cái món cua ké. Sáng nay tôi ra đây phụ chị quý vị quay đạo nãy thôi chắc là đúng vậy. Dăm bông, dừng bông, dừng bông. Cho nên là mình sẵn rồi mình ké, mình hầm cái nồi đu đủ của mình luôn. Đó. Ôi, được dư 4 cục luôn hả bác? Bác tôi dư 4 cục thịt cho tôi. Mình hầm đu đủ hầm sơn nha. Nấu ké mà nấu bằng ga mới chịu. Nấu bếp lửa không chịu. Dạ, xấu vậy. Xấu vậy nhà như nó tự nó ăn không biết mà. Nhà con thích ngọt. Con cũng thích ngọt, con thích nghĩa bóng nghĩa đen luôn. Đồ ngọt con thích mà con thích nó ngọt nữa. Hủ qua chín rồi nghe quý vị. Bỏ hàng mình vô đi. Xuống mình bỏ hả? Xuống mình bỏ đây thôi, bỏ đây luôn đi. Thơm thuần phức. Tưởng tượng được chưa quý vị? Nó cái mùi thơm nè. Mùi tôi nó xuống nha. Cả sao hết, nhắc xuống đi. Ui da, ấy nước dừa làm nước màu. Dạ. Đây nước dừa. Dạ, đây là cách kho tàu của bác. Thực sự mình gọi cái tên chung là kho tàu nhưng mà mỗi nhà nó có một cách kho khác nhau. Bác sẽ kho này kho là làm nước màu luôn chứ không có lấy nước màu là bỏ vô. Đó. Đến kho này đến chừng nào này nó ấy thôi nước màu thôi. Mà con thấy bác kho là có cái nét riêng và cái ngon riêng nữa. Đó, bởi vậy nuôi 4 đứa rồi dần dần vậy. Không đứa nào mà dưới 50 kg hết trơn. Tao có mắt thì mà tao luôn. Bởi vậy tôi sống ở đây tôi gây hận thù biết là bao nhiêu. Canh ngon ghê. Dạ, đó, canh đó mình hầm vậy là nhức nách luôn bác. Chín rồi đó, ngon lắm nữa. Về không có lấy gì đựng vậy. Dạ, mượn cái nồi chứ đâu có gì. Cái nồi chạy đổ không? Đây, chín rồi cái nồi nè. Hầm của tôi chín rồi hả bác? Chín rồi luôn, vậy nhắc lên luôn để hồi nó ruột quá. Cô đủ ruột ngon chứ sao nhờ. Dạ. Nè. Rồi, vậy là ngon. Nó đâu bác vui lòng cho con một miếng hành ngò. Đúng rồi. Dạ, nếu mà vui lòng nữa thì cho nhiều nhiều á. Đây. Đó, được rồi bác, xin cảm ơn. Xì quý đang lột trứng nha quý vị. Chúng dịch xin giới thiệu với các bạn cái tên cuốn cơm ở nhà của chị Quý là gọi là xì quý. Nguyên một cái nhóm của mình là gọi là xì không à. Xì Như, xì Nhí, xì Quý, xì Tú, xì Phượng. Đó, đó nghe mùi thơm chưa quý vị? Đặt kẹo rồi đó. Đó, nó ra màu rồi đó. Ra màu của nước màu nè. Cái màu này là cái màu đẹp thật á. Màu của nước dừa với thịt. Chứ không có bỏ nước màu kia cái mình vô. Xong cái này rồi bác chế tiếp theo. Chế hải níu gà vàng đi, chế nước dừa vô. Dạ. Chế nước dừa vô rồi. Rồi riêu riêu rồi bỏ trứng vô. Chuẩn bị chế nước dừa vô cũng vậy. Nước xăng rồi. Lấy nước ra. Cái màu nó đẹp chưa? Màu bữa ổn như hôm nay. Dạ. Đó. Cái này là nước dừa đó. Đó. Tất cả đều kho bằng nước dừa nha quý vị. Nó rất là ngọt. Bỏ trứng vô quý vị ơi. Ngọt quá trời ngọt. Nhớ nghe cho nó sạch luôn. Chị nào hết bọt quá. Nhớ hết chứ gì. Nhớ rồi hết. Ui. Rồi, chuẩn bị lên bàn ăn cơm quý vị ơi. Múc khổ qua hầm ra. Chị dâu của chị Quý đang múc khổ qua hầm. Khổ qua. Đây, bữa nay con xin phép ăn 5 trái để cho cái khổ con qua. Cái con khổ dữ quá mà. Không, ăn hủ qua không ăn cơm. Đó, múc lại nhiều nhiều đi chị. 5 trái là có mình em ăn à. Đó, múc 8 trái đi. Chỗ để em giỡn thôi chứ múc mấy trái thì múc. Đó. Thêm trái nữa đi chị. Một là 5, 2 là 7, được múc số 6. Trời ơi, làm gì nó không chịu con số 6, nó lạ là chỗ đó đó. Số 6 cũng có đẹp. Trời ơi. Nhà
Rồi, xin mời quý vị dùng cơm tại căn bếp vui vẻ của gác bếp miền Tây nghe quý vị. Đó. Đó, mời bác ăn trước. Con ăn sau là còn cái gì con sẽ ăn hết. Người ta nói cái câu nôm na của người xưa bác. Ta nói heo mập nhờ cặn. Không sao, nó để con ăn sau cùng. Thấm chưa? Ngon chưa? Nhức nách chưa quý vị? Nách không có gì. Đó. Bữa nay sẽ không có la xét quý vị. Tại vì sao? Tại vì con đảm bảo sẽ ăn hết nồi cơm, ăn hết đồ ăn. Nên không có còn bụng để mà ăn la xét. Với gọi chín gì vậy tí? Với la xét hết rồi quý vị. Hàng xóm bữa nay không có cho gì nữa trơn rồi. Nó lâu lâu rồi chưa có ai vô, quý nhắc đi chứ để người ta quên. Tôi nhắc chị Chính lâu quá không vô, chị Thí lâu quá không vô. Đó. Học hỏi đi. Ừ. Rồi. Bởi vậy. Má nửa trái đó. Dữ à. Em thèm. Đó, nhức nách chưa? Không có nguyên gái à. Đó, chị ăn đi cho lòi con họng chị nghe chửi. Coi này này sao ăn nổi. Đó, bởi vậy sao ốm. Ít ai nhờ mình nuốt. Đó. Ngon. Nó ngon như tôi luôn cái gì. Đó. Không có đáng không à. Đây bây giờ tôi sẽ review cái tính cho các bạn coi nha. Wow. Wow, bà gấp bà bỏ chén bà của tôi lại bà luôn. Nó còn con này nó vậy? Vô gì ghê đâu, nó gấp vậy cái tự nhiên cái nó quay qua nó kêu vậy á. Nó tôi lại bà luôn mà. Tôi biết được bà sẽ gấp cho ai và tôi sẽ nói trước để bà gấp cho má bà tôi thiệt tình đó chứ. Thử rồi phải không? Cho nhau nguyên trứng đi. Không ăn nửa trứng nè, đâu nhiều. Phải không? Nửa trứng nè. Nửa trứng không ăn hay rồi. Hả? Cái nước dừa này là ăn ngon vô địch luôn mà cũng thấy ăn để con ăn. Thì tôi đang bị sợ rồi. Để em thích ăn nhẹ. Cái ăn cái này nó ăn bộn. Tại vì ăn nhiều á. À, đồ ăn nhiều quá nên thở nước vô đủ của em. Phải không? Ơi. Ủa ăn ngon lắm không? Vậy là ăn nhân đi rồi vỏ mà để Tú không quý ăn. Ủa anh này không có đáng ăn nhân thử đi, bác nói thiệt á. Thấy chưa, không có đáng hết chưa? Dạ lâu lắm, không có đáng hết. Đáng mà. Cái nhân này ngon quá bác. Ừ, nhờ cá của Như á, nhờ hai cá của Như bữa ra ra. Tôi sẽ cắn một miếng nhân cá thắt lát như vậy. Đó. Thấy chưa? Bữa mốt mà đi chài nữa cá đem về đây rồi bác làm bữa qua nữa chưa? Dẻo ngon.
cá đó là cá đồng đó, đâu phải cá nuôi đâu, sợ. Dạ, thiên nhiên nó ngọt. Mừng lắm. Ừ. Là không ngồi nè.